Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình thời sự tối nay thứ Sáu 20 tháng 3 có những nội dung đáng chú ý. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh thị sát môi trường tại các địa phương. Hội thảo chuyên đề xây dựng ban chỉ huy quân sự xã phường thị trấn vững mạnh toàn diện. Nguy hiểm từ nước rửa tay chứa cồn methanol. Ngành điện đảm bảo cấp điện liên tục ổn định cho khách hàng trong dịch Covid-19. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay ngày 20 tháng 3, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng với lãnh đạo các sở ngành đã đi thị sát tình hình ô nhiễm môi trường tại một số điểm nóng trên địa bàn thành phố Vũng Tàu và huyện Đất Đỏ. Đoàn công tác của tỉnh do ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dẫn đầu đã kiểm tra giám sát tình hình môi trường và nghe các cơ quan chức năng, lãnh đạo thành phố Vũng Tàu báo cáo thực trạng giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường tại một số khu vực dự án trọng điểm như dự án Đại An Duques, kênh Rạch Bà, các cơ sở chế biến hải sản phường 12, trường mầm non Cỏ Mây, khu tái định cư phường 12. Đoàn cũng đến tìm hiểu thực trạng môi trường của cụm công nghiệp chế biến hải sản xã Lộc An, huyện Đất Đỏ. Đây là những điểm nóng về môi trường, nhiều lần bị người dân và cử tri phản ánh về vấn đề sạt lở, ô nhiễm nguồn nước, rác thải, khí thải, nước thải và khói bụi. Tại buổi thị sát, ông Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu các sở ngành địa phương đề xuất các giải pháp tối ưu, thậm chí lập dự án xử lý tận gốc các vấn đề về môi trường. Các địa phương như Long Điền, Đất Đỏ, Vũng Tàu cần báo cáo cụ thể tình hình hoạt động của các nhà máy, cơ sở chế biến hải sản để tỉnh có lộ trình di dời, phát triển lâu dài. Trong thời gian chờ di dời, các sở ngành và địa phương phải có kế hoạch khắc phục nhanh vấn đề về môi trường, không để ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Sáng nay 20 tháng 3, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh để giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất. Công tác đo đạc địa chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật trong công tác quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2019. Báo cáo với đoàn giám sát, đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết tổng diện tích đất thuộc diện cấp giấy chứng nhận trên địa bàn tỉnh là hơn 173.093 ha. Đến cuối năm 2019, tổng diện tích đã cấp giấy chứng nhận cho tổ chức là 68.762 ha. Cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình cá nhân là 101.910 ha. Trên địa bàn tỉnh có 17 tổ chức được cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ, góp phần cung cấp kịp thời các sản phẩm đo đạc và bản đồ, phục vụ công tác quản lý đất đai đô thị và nhu cầu của nhân dân. Hiện nay, toàn tỉnh đã có 1 đồ án quy hoạch vùng tỉnh, 11 đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị, 59 đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, các đô thị khu dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm đầu tư phát triển đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Các khu dân cư, khu đô thị hình thành tạo môi trường sống ngày càng tiện nghi cho người dân. Kết luận của giám sát, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách pháp luật, rà soát bãi bỏ các văn bản cũ và ban hành niêm yết công khai các văn bản mới về quản lý quy hoạch đất đai, xây dựng đô thị nông thôn. Xây dựng phần mềm liên thông giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến lĩnh vực đất đai, tiếp tục tăng cường đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ viên chức làm công tác tài nguyên môi trường, xây dựng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã họp với sự chủ trì của ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để thông qua các đề án sắp xếp, sáp nhập các thôn ấp khu phố trên địa bàn tỉnh, danh mục dự án đầu tư công dự kiến trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp lần thứ 16, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 4 tới. Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã thông qua nội dung tờ trình đề án sắp xếp, sáp nhập các thôn ấp khu phố trên địa bàn tỉnh. Theo nội dung tờ trình này, sau khi sắp xếp, sáp nhập, tỉnh sẽ giảm 56 thôn ấp khu phố đạt tỷ lệ 10%. Tổng số người được hưởng phụ cấp từ ngân sách nhà nước ở thôn ấp khu phố dự kiến giảm 616 người. Tổng kinh phí tiết kiệm sau khi sắp xếp, sáp nhập thôn ấp khu phố được gần 11 tỷ đồng một năm.
Về danh mục dự án đầu tư công, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư 5 dự án gồm: hệ thống thu gom và xử lý nước thải thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, trường Trung học phổ thông Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, đường trục chính Bà Rịa Vũng Tàu, trường mầm non Xuyên Mộc 2, huyện Xuyên Mộc, trường mầm non Phước Hưng 3, huyện Long Điền. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng trình 8 dự án để Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư gồm: trường tiểu học Thắng Dị, thành phố Vũng Tàu, đường dân sinh sát đanh khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 Conat nối từ đường B1 đến đường Mỹ Xuân Cải Châu, trung tâm y tế huyện Châu Đức, trường tiểu học Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, trường mầm non Long Mỹ, trường mầm non Lộc An, huyện Đất Đỏ, nâng cấp mở rộng cảng bến Đầm, huyện Công Đảo, các tuyến đường giao thông nội đồng ven bờ hồ chứa nước sông Rây, huyện Xuyên Mộc. Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành liên quan hoàn thiện nội dung tờ trình để Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp sắp tới. Thưa quý vị, đề án xây dựng ban chỉ huy quân sự xã phường thị trấn vững mạnh toàn diện được Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh triển khai từ năm 2016 đến nay đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác quân sự quốc phòng địa phương, bảo đảm giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Đây là đánh giá được đưa ra tại hội thảo chuyên đề xây dựng ban chỉ huy quân sự xã phường thị trấn vững mạnh toàn diện do Đảng ủy quân sự tỉnh tổ chức sáng nay 20 tháng 3. Ông Lương Trí Tiên, trưởng ban nội chính tỉnh ủy, Đại tá Thái Văn Điền, Chính ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Theo đánh giá của Đảng ủy quân sự tỉnh, những năm qua, cấp ủy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức xây dựng ban chỉ huy quân sự cấp xã đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng. Công tác quy hoạch đào tạo cán bộ quân sự cấp xã được chú trọng. Đến nay đã có hơn 74% chỉ huy trưởng, 90% chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự cấp xã được đào tạo từ trung cấp trở lên, được bố trí nhiệm vụ đúng chuyên ngành. 96% chỉ huy trưởng tham gia cấp ủy địa phương. Tại hội thảo xây dựng ban chỉ huy quân sự xã phường thị trấn vững mạnh toàn diện, các đại biểu đã thảo luận những ưu điểm, hạn chế và đề xuất giải pháp xây dựng ban chỉ huy quân sự cấp xã thời gian tới. Phát biểu tại hội thảo, ông Lương Trí Tiên, trưởng ban nội chính tỉnh ủy nhấn mạnh, xây dựng ban chỉ huy quân sự xã phường thị trấn vững mạnh toàn diện là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài. Do đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cần có giải pháp cụ thể để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ này, xây dựng lực lượng chủ trang cơ sở, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Thì chúng tôi cũng đề nghị các đồng chí cũng thường xuyên hoạt động sức kiểm tra, nắm tình hình hoạt động của ban chỉ huy quân sự xã phường, có cái chỉ đạo, có cái tuyên dương cũng như chấn chỉnh, rồi đẩy rút kinh nghiệm trong toàn tỉnh, rồi có đề xuất tỉnh ủy, ủy ban, hội đồng nhân dân giải quyết những cái vấn đề bức xúc trong hoạt động của xây dựng cái ban chỉ huy quân sự xã phường vững mạnh, như về chế độ lương nè, trợ cấp nè, rồi chế độ trang bị nè, rồi cơ sở vật chất nè, rồi chế độ đào tạo vân vân. Thì Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh là các đồng chí phải tham mưu để mà hội đồng nhân dân tỉnh, ủy ban nhân dân tỉnh coi như giải quyết hỗ trợ cho anh em, để mà anh em có cái điều kiện để mà thực hiện cái nhiệm vụ. Dịp này, các đại biểu đã tham gia góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025. Phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, tinh gọn bộ máy, phát triển y tế thông minh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tăng cường y tế dự phòng và y tế cơ sở, hướng tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân. Đây là mục tiêu được Đảng bộ Sở Y tế đưa ra tại Đại hội đại biểu lần thứ 13, nhiệm kỳ 2020-2025, diễn ra chiều nay 20 tháng 3. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Sở Y tế luôn đạt đảng bộ trong sạch vững mạnh, 100% đảng viên được học tập nghị quyết về xây dựng đảng, 99% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ được giao, công tác kiểm tra giám sát triển khai hiệu quả. Trong nhiệm kỳ qua, đảng bộ đã phát triển thêm 182 đảng viên, vượt 21,3% chỉ tiêu nghị quyết đề ra, nâng tổng số đảng viên lên 526 người. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ Sở Y tế, mạng lưới y tế trên địa bàn tỉnh không ngừng được củng cố và phát triển theo hướng chuẩn quốc gia. Công tác y tế dự phòng luôn được chú trọng, không để dịch bệnh lớn xảy ra.
Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Sở Y tế phấn đấu hàng năm có trên 98% đảng viên, cán bộ chủ chốt và trên 90% quần chúng, các cơ quan, đơn vị tham gia học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của đảng. 100% tổ chức hoàn thành nhiệm vụ, phát triển ít nhất 85 đảng viên, 100% cơ quan, đơn vị đạt vững mạnh. Các chỉ tiêu chuyên môn cũng được xác định như tỷ lệ tiêm chủng mở rộng đạt 98%, giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi, trên 90% dân số được quản lý sức khỏe. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Sở Y tế lần thứ 13, nhiệm kỳ 2020-2025 với 15 thành viên, bầu 14 người đi dự đại hội cấp trên trong thời gian tới. Thưa quý vị, cùng với việc đeo khẩu trang, rửa tay cũng được coi là giải pháp quan trọng phòng tránh lây nhiễm virus SARS-CoV-2, nên nước rửa tay sát khuẩn cũng được nhiều người lùng mua. Cầu tăng cao gấp nhiều lần cung khiến nước rửa tay sát khuẩn thường xuyên sốt hàng. Mặt hàng này vì vậy trên thị trường gần đây xuất hiện nhiều sản phẩm làm nhái, làm giả hoặc không đảm bảo chất lượng, gây tác dụng ngược, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dùng. Trong số những mặt hàng nguy hại đến sức khỏe người dùng là nước rửa tay sát khuẩn chứa hàm lượng cồn công nghiệp methanol cao. Thời gian qua, cơ quan quản lý thị trường đã phát hiện nhiều cơ sở sản xuất nước rửa tay không đảm bảo chất lượng. Nhiều cơ sở sản xuất vì không muốn bỏ nhiều chi phí mua nguyên liệu và cả vì thiếu hiểu biết đã pha một lượng lớn methanol vào thành phần dung dịch. Liều lượng quá mức này có thể dẫn đến nguy cơ làm khô da tay, phá hủy lớp bảo vệ tự nhiên của da tay, suy yếu hệ miễn dịch của trẻ, gây dị ứng da nếu có vết thương. Thế nhưng người tiêu dùng bằng quan sát bên ngoài rất khó để phát hiện loại nước rửa tay không đảm bảo chất lượng. Thật ra thì bọn tôi cứ thấy gọi là nước rửa tay khô này, sát khuẩn diệt trùng là cứ thế là mua thôi, cũng không để ý là hãng nào, bởi vì trong thực tế không có chuyên môn, mà không có chuyên môn thì cũng không thể đánh giá được hết, cho nên là vẫn cứ dùng theo kiểu tự do, tự phát ấy. Theo các chuyên gia, việc dùng cồn methanol vào thành phần dung dịch thay cho ethanol sẽ gây tác dụng ngược mà thậm chí nguy hiểm cho người tiêu dùng. Ngay tại Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Hà Nội, từ giữa tháng 2 đến nay đã tiếp nhận giám định gần 40% sản phẩm nước rửa tay không đạt chất lượng. Như chúng ta đã biết thì methanol thì rất là gây độc, độc với lại cả thần kinh thị giác. Rồi khi mà mình dùng lên để xoa lên tay, để rửa lên tay thì nó có lưu lại. Và hai nữa là methanol bay hơi thì sẽ gây rất là độc đối với lại cả người tiêu dùng. Methanol mà mình dùng thường xuyên, dùng liên tục đến như vậy thì cái ngộ độc đấy nó sẽ diễn ra từ từ và ảnh hưởng rất là nhiều đến thần kinh thị giác. Để phát hiện và phân biệt được methanol và ethanol ấy, thì hiện tại chỉ có thể phân tích trong phòng thí nghiệm và thiết bị hiện đại thì mình có thể phân biệt được. Còn nếu về cảm quan bên ngoài thì rất là khó phân biệt. Khi lựa chọn sản phẩm thì nên chọn những sản phẩm có số đăng ký thuốc ấy. Thì khi đó là các nhà sản xuất người ta lựa chọn nguyên liệu đầu vào và ra tuân thủ các tiêu chuẩn khi sản xuất thì sẽ yên tâm hơn ạ. Các chuyên gia khuyến cáo cồn methanol trong nước rửa tay rất khó để nhận biết, vì vậy người dân cần tìm nguồn mua bảo đảm, tìm hiểu kỹ trước khi mua. Bên cạnh đó, các cơ sở kinh doanh mặt hàng này cũng cần kiểm tra xem sản phẩm có giấy chứng nhận đầy đủ trước khi đưa vào lưu hành. Thưa quý vị, theo thông lệ, cứ vào mùa khô cũng là thời điểm đầu năm, nhu cầu sử dụng điện lại tăng cao và tăng hơn cả ở khối sản xuất kinh doanh. Vì đây cũng là thời điểm doanh nghiệp triển khai các đơn hàng kế hoạch đầu năm. Tuy nhiên, năm nay ngay từ đầu năm thì dịch bệnh COVID-19 bùng phát, các doanh nghiệp thuộc khối công nghiệp sản xuất liên tục bị ảnh hưởng, phải giảm năng suất dẫn đến sản lượng tiêu thụ điện năng tiết giảm theo. Trong khi đó, lượng điện sinh hoạt lại tăng lên do nhiều hoạt động được đưa vào gia đình. Các gia đình cũng có nhiều thành viên trở về nhà tránh dịch. Dù vậy, mức điện năng trong sinh hoạt tăng không đáng kể so với mức giảm ở khối sản xuất kinh doanh. Theo thống kê của Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu, mức tiêu thụ điện từ đầu năm đến nay khoảng 750 triệu kWh, giảm 0,5% so với cùng kỳ. Bước vào cao điểm nắng nóng, mức tiêu thụ điện trong sinh hoạt tăng mạnh do nhu cầu sử dụng điện làm mát tăng cao. Đặc biệt, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều doanh nghiệp cho nhân viên làm việc tại nhà qua mạng, vì vậy nhu cầu điện càng tăng. Để đáp ứng nhu cầu điện trong sinh hoạt tăng cao, cũng là nhu cầu điện liên tục ở thời điểm dịch COVID-19 diễn biến ngày càng nghiêm trọng, Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thường xuyên kiểm tra các thiết bị vận hành, kiểm tra hành lang tuyến,
chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng, phương tiện, nhân lực sẵn sàng xử lý nhanh các điểm sự cố, hiện tượng bất thường xảy ra trên lưới điện. Kế hoạch công tác bảo dưỡng sửa chữa định kỳ các đường dây, các trạm biến áp cũng phải được từng đơn vị xây dựng triển khai kịp thời nhằm đảm bảo cấp điện ổn định liên tục, phục vụ sản xuất kinh doanh và đặc biệt là trong sinh hoạt. Trong mùa khô năm nay thì dự kiến sản lượng điện cũng sẽ tăng cao. Do đó thì về phía ngành điện chúng tôi cũng đã chuẩn bị tất cả các nguồn lưới, vật tư, thiết bị dự phòng. Do đó thì chúng tôi cũng đảm bảo cấp điện ổn định, an toàn và liên tục trong cái mùa khô năm 2020. Cam kết cung ứng điện đầy đủ, ổn định cho nhu cầu sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của khách hàng trên địa bàn tỉnh. Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu đề nghị nếu có sự cố về điện, khách hàng có thể liên hệ với ngành điện qua tổng đài 1900 1006 hoặc 1900 9000 để được hỗ trợ.